Nam em tái xuất sau khủng hoảng, mặt xinh dáng đẹp nhưng nhìn là rõ hai hậu quả của giảm cân. Dù mặt đã vừa lai, thân hình không còn lực sĩ, nhưng giảm cân đã khiến hai khuyết điểm trên người nam em lộ rõ hơn bao giờ hết. Không chỉ biến đổi tâm lý liên tục sau scandal tình cảm với Trường Giang, nam em còn liên tục tự tàn phá nhan sắc bản thân. Từ một cô gái có vóc dáng mình hạt sương mai, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện với thân hình phì nhiêu, được ví như mệnh phụ phu nhân. Cô thậm chí bị nghi ngờ bầu bì vì lộ vòng hai lớn lên trông thấy. Nói về ý kiến bụng to như mang thai, phía nam em khẳng định chỉ là do tăng cân. Sau một thời gian dài khủng hoảng, nam em dường như đã lấy lại được phong độ với màn tái xuất khiến fan cũng phải ngỡ ngàng. Quá trình giảm cân của nam em có lẽ đã thành công. Cô xuất hiện ở sự kiện với sự chỉnh chu, vóc dáng thanh mảnh và tỏa sáng như một nữ thần khiến fan không tiếc lời trầm trồ. Nam em rất khôn khéo khi chọn đầm khít ao, khoe khéo được phần xương vai mong manh, chi tiết nhúng eo giúp vòng hai trở nên thon gọn, đôi giày màu nu cũng giúp kéo dài đôi chân cho hoa khôi đáng kể. Gương mặt trang điểm xương xương theo phong cách Hàn Quốc của nam em cũng được đánh giá cao, tuy nhiên do phần bọng mắt của cô vốn đã to nên khi đánh thêm nhũ vào càng khiến đôi mắt sưng húp. Bỏ qua điểm trừ nho nhỏ, nam em thực sự thu hút người đối diện, đặc biệt là các góc nghiêng thần thánh. Không biết có phải do giảm cân quá đà mà vòng 1 của người đẹp cũng hao hụt đáng kể. Lần xuất hiện này quả là tín hiệu đáng mừng cho fan của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long, bởi sau những lần xuất hiện đáng thất vọng, nam em cuối cùng cũng có thể lấy lại phong độ. Không biết khoảng thời gian đầu bù tóc rối, gương mặt thất thần và vóc dáng to như lực sĩ đã qua thật hay chưa. Nhìn lại trước đó, nam em hốc hác, vêu vào và mắt sưng như mới cắt mí. Từ xuất phát điểm là một đệ nhất mỹ nhân của showbiz, nam em bỗng tuột dốc nhan sắc không phanh sau cuộc tình rung động truyền thông với Trường Giang.